Xin chào mọi người, tiếp tục đến với nội dung bộ phim Đấu Phá Thương Khung. Tiêu Lệ đã tổ chức một buổi đấu xã hội, rất nhiều người đã tới tham dự. Những người tham gia đều rất tò mò về thế lực mới nổi Tiêu Môn. Thực lực của Tiêu Môn như thế nào thì bọn họ cũng không nhìn thấu được. Kim Ngân Nhị Lão cũng đến tham gia buổi đấu giá. Tiêu Lệ đi lên trên đài phát biểu, với thực lực đấu vương của hắn, vô số người tham dự lên tiếng bất mãn. Chỉ là một đấu vương mà thôi, sao có thể áp chế tam đại thế lực chứ? Một tên đấu vương cũng dám ra mặt nói chuyện, đây là quá xem thường Hắc Giác Vực rồi. Hắc Giác Vực cũng không phải là chỗ mà một tên đấu vương nó là được đâu. Nếu chỉ dựa vào hắn thì bọn chúng thấy buổi đấu giá này không cần tổ chức nữa. Kim Ngân Nhị Lão cũng không phục nên lên tiếng yêu cầu gọi thủ lĩnh thực sự của Tiêu Môn ra ngoài. Dù sao Hàn Phong cũng có không ít tiếng tăm ở Hắc Giác Vực. Thành thị của hắn vẫn chưa đến lượt tiểu bối như Tiêu Lệ làm chủ. Và đám xung quanh nghe vậy liền hô hào Tiêu Lệ cút xuống bên dưới. Tiêu Viêm buộc phải ra mặt đối đáp. Đây là lần đầu tiên Tiêu Môn của hắn tổ chức đấu xã hội, cũng không mong muốn xảy ra chuyện không hay, mong mọi người thông cảm. Lời này càng khiến cho Kim Ngân Nhị Lão tức giận. Đám người xung quanh biết hắn là hung thủ giết chết Hàn Phong thì cũng bất ngờ, bởi vì tuổi tác của Tiêu Viêm còn quá trẻ. Nếu như không tận mắt gặp mặt thì cứ tưởng là lão yêu quái trăm tuổi nào cơ. Quy định tại Hắc Giác Vực là không có công bằng, chỉ có thắng bại, kẻ mạnh được làm vua. Kim Ngân Nhị Lão vốn không để Tiêu Viêm vào trong mắt, cho nên yêu cầu hắn mau rút khỏi phong thành. Tiêu Viêm cứng rắn không đi, nếu có bất mãn thì cứ việc động thủ. Hai lão già bên kia nghe vậy liền bộc phát đấu khí, định tiến nam chính về đất mẹ. Đám người bên dưới liên tục hô hào cổ vũ. Tiêu Viêm thản nhiên mời Mỹ Đỗ Toa ra mặt. Ở đây vốn rất ít người biết tới thực lực của Mỹ Đỗ Toa, vậy nhưng Kim Ngân Nhị Lão lại biết. Bọn họ từng nhìn thấy nàng dùng một cước giết chết Hàn Phong. Thực lực và thủ đoạn tàn nhẫn này làm cho bọn họ cũng hoảng sợ. Đang tính quay xe bỏ chạy thì một tên thanh niên nào đó tự xưng phát biểu lấy lòng Kim Ngân Nhị Lão. Phong thành này tuyệt không thể rơi vào tay tiểu tử đó được. Chỉ cần hai người lên tiếng thì huynh đệ hắn sẽ lập tức động thủ, đảm bảo trong nửa ngày sẽ quét sạch tất cả Tiêu Môn. Vậy nhưng còn chưa nói dứt câu thì đã bị Kim Ngân Nhị Lão tiêu diệt, đúng là họa từ cái mồm mà ra. Hai người nhanh chóng tỏ vẻ hỏa hoãn và nhiệt tình, dâng phong thành lên bằng cả hai tay, muốn làm gì thì làm. Đám người xung quanh nghe vậy liền được một phen bất ngờ. Những người biết nguyên nhân thì cảm thấy hai lão già này quá vô sỉ, gặp phải cường giả một cái là co đầu chạy. Giờ không còn ai dám lên tiếng ý kiến nữa. Tiêu Viêm tuyên bố tiếp tục đấu giá hội, các sự vụ được giao cho Tiêu Lệ xử lý. Sau buổi đấu giá, Tiêu Viêm liền không quên cảm ơn Mỹ Đỗ Toa. Vậy nhưng, Mỹ Đỗ Toa vẫn mặt lạnh như băng. Tiêu Viêm biết nàng ta đồng ý với thỉnh cầu của mình là do bị Thôn Thiên Mãng ảnh hưởng một phần nên tuyệt đối không cho rằng nàng có tình cảm đặc biệt gì với hắn. Hắn định giải thích về chuyện đã xảy ra dưới đáy thiên phần luyện khí tháp. Mỹ Đỗ Toa lập tức cắt lời và tỏ vẻ khó chịu. Nếu năm đó không phải hắn mang đi Thôn Thiên Mãng thì nàng sẽ không gặp phải phiền phức ngày hôm nay, càng không xảy ra chuyện thân mật đó. Ấy vậy mà hắn bây giờ lại nói rằng giữa hai người không có thù hận gì lớn. Vậy nhưng nể tình hắn cũng rất quan tâm tới Thôn Thiên Mãng, cho rắn nhỏ uống từ tinh nguyên như nước lã. Mỹ Đỗ Toa cũng không muốn truy cứu. Nàng mong hắn sau này đừng nhắc lại chuyện cũ nữa, nên lo lắng luyện chế đan dược cho nàng đi. Hết thời gian ước định mà không nhìn thấy đan dược thì kết cục sẽ chẳng tốt lành gì đâu. Ngay sau khi Mỹ Đỗ Toa rời đi thì Tiêu Lệ tiến vào thông báo hội đấu giá đã kết thúc viên mãn. Những đan dược mà hắn cần cũng đã thu thập rồi. Sau khi lấy đủ dược liệu, Tiêu Viêm liền tiến vào sâu bên trong núi. Mục đích lần này là luyện chế đan dược nhằm thức tỉnh Dược Lão. Chắc chắn gây ra động tĩnh lớn, cho nên tiến vào sâu trong núi là hợp lý nhất. Hắn lấy ra lò luyện đan, xuất ra các loại linh thảo, rồi bắt đầu dùng dị hỏa đốt nóng lò luyện đan. Quá trình luyện đan vô cùng khắc nghiệt, mà đan dược cấp 6 thì càng gian nan. Sau 2 tháng luyện chế không ngừng nghỉ thì cũng luyện hóa thành công. Tiêu Viêm lấy ra chiếc nhẫn chứa linh hồn Dược Lão, đưa nó vào trong lò đan. Mục đích là để cho dược lực truyền vào trong nhẫn, bởi vì thời gian tiêu hao đấu khí quá lâu, cơ thể Tiêu Viêm rơi vào trạng thái suy yếu. Mỹ Đỗ Toa cũng ở đây, nhìn thấy Tiêu Viêm suy yếu, nàng ta cũng lo lắng, phải lên tiếng nhắc nhở hắn. Hắn mà chết rồi thì công sức từng bỏ ra đều sẽ đổ sông, đổ bể. Những lời này nghe rất vô tình, vậy nhưng cũng cho thấy nàng ta đang quan tâm tới Tiêu Viêm. Tiêu Viêm lên tiếng trấn an, hắn vẫn cố chấp, duy trì nhịp độ của lò luyện đan. Cuối cùng thì sự cố gắng của hắn cũng không uổng phí. Vậy nhưng sau khi hoàn thành quá trình thức tỉnh của Dược Lão thì hắn cũng kiệt sức, thân thể ngã xuống dưới vực. Mỹ Đỗ Toa khá tức giận vì tiểu tử này năm lần bảy lượt hành động liều lĩnh. Vậy nhưng nhìn thấy hắn sắp bỏ mạng, nàng ta lại không cam lòng, cho nên chủ động đón đường đỡ lấy hắn. Chỉ có điều Dược Lão lại tỉnh dậy đủ lúc. Tưởng rằng nàng ta đang có ý đồ xấu với Tiêu Viêm nên lão đã tung chiêu ngăn cản. Thực lực của Dược Lão này đã khác xưa,
có thể đẩy lui được Mỹ Đỡ Toa lùi về sau và đoạt đi Tiểu Viêm. Trong suốt 2 năm ngủ say, lão hoàn toàn không biết những chuyện gần đây nên cũng lên tiếng khiêu khích Mỹ Đỡ Toa. Mỹ Đỡ Toa cũng lớn tiếng khiêu khích, hai bên đấu miệng lưỡi một lúc rồi cũng thôi. Sực lão muốn khôi phục thể lực cho Tiểu Viêm đã, sau này sẽ tìm nàng tính sâu sau. Kiểm tra một lượt, lão vô cùng bất ngờ, đấu khí trong cơ thể đã hết, thực lực cũng mạnh lên một cách nhanh chóng, còn có cả dược đỉnh của Hàn Phòng nữa. Rất nhiều thứ khiến lão thắc mắc. Xem tới đây thì tập phim đã hết rồi, các tập tiếp theo sẽ là quá trình Tiêu Viêm trở lại Xà Mã Đế Quốc, chống lại Vân Lam Tông. Các bạn hãy đón xem nhé! Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!